Xin chào anh em nha, anh em ơi. Bữa nay mình quay cho anh em xem cảnh lưới rút bủa lưới ban đêm nha anh em. Thì ban đêm là cái điều kiện ánh sáng nó rất là khó, cho nên là mình ban đêm là mấy chiếc ghe lưới rút họ chỉ thắp một hai bóng điện nhỏ 12V họ đi đảo dò thôi. Cho nên là quay ban đêm hoặc là ghe bủa lưới ban đêm là hầu như là cái ngờ lưới rút của mình họ ít khi đánh đèn lắm, đánh dò, cho nên là nó rất là tối đó. Ví dụ như những chiếc ghe này nè là nó đang đi đảo dò nha anh em. Như chiếc ghe này nó mới làm lưới xong á thì nó còn bật một hai bóng điện phía trước, chứ thật ra lúc mà nó đảo nó chỉ có cái ghe là chỉ có một cây đèn nháy ở phía sau thôi, nó vài cây đèn nháy phía sau. Còn có ghe thì nó thắp thêm một hai bóng đèn ánh sáng nhỏ nhỏ ở trên cabin nữa đó. Còn những cái đốm sáng mà ở trên màn hình đó thì anh em biết là những cái đốm đó là ghe họ đánh lưới rồi họ mới lên họ bật điện để họ kéo lưới. Còn xếp vô đám đông đó, thì chiếc nào chiếc nấy là đều tối thui hết. À, anh này anh mới làm lưới xong anh đảo dò, còn bật vài bóng điện phía trước cho anh em sửa soạn dây nhựa để dò ké tiếp theo nè anh em. À, thì bây giờ là nó hết cái chen đánh lưới. À, đây anh em, đây có thêm con tàu sắt nè đó, tàu sắt đang đảo dò nè, bật một bóng điện đỏ với bóng điện vàng đó. Tàu nhựa cũng đảo dò nè. Đó, còn ghe sau khi đánh lưới xong là họ lên đèn vậy nè anh em. Đó, lên đèn sáng rực rỡ luôn. Thì tàu cá này là tàu cá 93791 của Vĩnh Lợi Bình Định nha anh em. Ghe này hình như ghe ở Đề Duy. 93791 là ghe ở Đề Duy nha anh em ơi. Chiếc màu xám hai bộ dừng đen. Thì thường thường họ đánh lưới xong á, mà lúc đang nhổ lưới á, mà có ké đứng đèn hoặc là có dấu ké đang theo đèn thì họ mới phè điện sáng cửa tầm này. Chứ bình thường thì họ nhổ lưới họ cũng bật dài cái bóng đèn thắp sáng thôi, 3-4 bóng, dài 3 bóng, hoặc là nhiều khi họ thắp bóng chữ U thôi, không có bật điện rực rỡ cửa tầm này nha anh em. Tàu sắt này, tàu sắt cũng đang kéo lưới luôn đó. Tàu sắt có trang bị dàn sàng đỡ ban lưới đó. Có cái dàn sàng này là mình không cần phải kéo đầu nha anh em ơi, khỏe hơn, bớt cái nhân lực anh em làm việc lại. Với những cái lúc mà sóng gió lớn đó, thì xuống dưới kéo đầu nó xuống dưới nước nó khổ lắm. Anh này ảnh cũng còn sợi dây kéo đầu ông ơi. Anh này anh bắt dàn sàng, anh tàu sắt lúc nãy anh bắt dàn sàng nhưng mà vẫn giữ sợi dây kéo đầu, kéo cho nó nhẹ quá. Nhiều khi cái mình bắt cái mấy ben của mình mới bắt á, nó không đủ cái lực mạnh để nó lôi luôn kẻ đầu lẫn lưới anh em, thì họ kéo đỡ hỗ trợ thôi. Chứ còn đa phần như tàu cá bên mình hoặc là một số tàu cá khác thì cứ đỡ kẻ phao đầu lẫn lưới lên cái mấy bên đó này nó thâu vô hết. Tàu cá này dài tầm khoảng 22m nha anh em. 93791 kia ở Đời Duy, có chiếc thu mua mở két. Ghe này ghe gọi là ghe gió lường xà bát anh em, thu mua ở Quảng Ngãi theo. Đó, anh em làm việc ban đêm là như vậy đó, đứng kéo lưới rồi có ké đóng anh em lợm quăng quang bên. Ghe đóng 2 tầng lầu nhìn rộng rãi. Đó, bên cạnh cũng có nhiều ghe khác cũng đang nhổ lưới anh em. Chiếc này là 47 gành dưa, chiếc xe anh em.
Đó, đây là mình quay cái góc cận cảnh cho anh em thấy là những cái ghe nó đang kéo lưới ban đêm. Có ghe thì trong điện, có khi ghe thì tắt tối thui. Bữa nay mình đánh lưới gần anh này cho nên quay anh này cho anh em xem luôn. 93791 đời Duy. Ghe dài tầm 22 m. 22 m, 22 m hơn xíu. Mấy chiếc ghe mà đảo dò trang bị như ghe cái ngờ mình đảo dò đánh lưới mà dò máy để tìm ra kế đánh anh em, thì cái anh em ban đêm thì đi đảo dò suốt cả đêm luôn. Đánh lưới thì lúc đánh lưới thì thôi, còn lúc bình thường thì chạy đảo dò suốt. Hầu như là các cái ghe lưới lúc bây giờ mà những cái ghe mà trang bị cái máy dò ké hiện đại hầu như họ ít khi mà trong điện đó. Đó, có chiếc ghe thu mua của Quảng Nam dắt lên nè. Thì giống như những clip trước mình nói là đa phần là bây giờ thì ghe nào đánh lưới cũng có ghe thu mua dắt ở sau để giữ lái, để anh em làm lưới là nó nhanh hơn. Đó, như chiếc ghe này là đặt lưới lên trên mấy là bên luôn chứ không có cần kéo đầu vô anh em. Này mình quay cái góc xe cho anh em xem. Đó, toàn bộ những cái ghe đang thắp sáng là ghe làm lưới hết nha anh em ơi. Mình quay máy nhỏ lưới gì lát xíu nữa mình quay luôn cái cảnh mà anh lấy ké cho anh em xem. Đó, như ghe bên này có một bạn bơi ở dưới nước, có sợi dây cột dây đầu để kéo vô, dây nhỏ nhỏ bên hông ghe anh em, cột để kéo đầu vô. Còn những cái máy có dàn sàn dàn đổ là nó kéo luôn. Bây giờ cạn lưới nha anh em, cạn lưới lóc lưới chuẩn bị lấy ké nè. Đưa mấy cái máy bên lưới nãy giờ qua một bên hết. Đó, thì mình quay mình ở ngồi khơi, mình khai thác ở ngồi khơi mình quay nên là nhiều khi nó có sóng thì mình đăng một lần dài ba clip luôn cho anh em xem. Nhiều khi mình đi kể 5-10 ngày nó không có sóng cho nên là mình không có đăng clip cho anh em xem được. Bây giờ máy ảnh nhổ tay, còn xíu lưới nữa nhổ tay để lóc ké cho nó điều lưới anh em. Trên ghe thì lúc nào radar, lúc làm lưới thì radar thường xuyên là bật quay suốt để mình theo dõi cái khu vực nào mà có những cái chòm ghe đông á. Khi mình làm lưới gần xong thì mình quét về khu vực đó để mình kiểm tra khu vực đó có ghe đông và cái tốc độ những chiếc ghe xung quanh nó đang đi về cái hướng đó, thì mình tranh thủ mình làm lưới cho nó nhanh để mình biết cái khoảng cách ở đó nó bao xa để mình đi về cái hướng đó mình đánh lưới tiếp tục anh em. Đây anh em, tàu nhựa còn chưa bổ lưới, còn đang đi đảo dò nha anh em ạ. Đây một chiếc ghe bên cạnh cũng đang lấy ké. Quay luôn cái cảnh ghe lấy ké cho anh em xem. Lượng ké cũng khoảng cỡ 4-5 tấn. Nhìn cái đẩy nó bung bung cỡ đó, mình đoán cỡ tầm vậy. Đó, bây giờ anh em thật quạt xuống móc ké kéo lên. Cái sợi dây đó là kéo lên nha anh em. Đó, mình kéo mơn theo cắm cái kéo, nó kéo cái quạt lên. Mình thập giọt mình chỉ đưa ké vào thôi.
4-5 tấn thì như ké cỡ tầm này thì giá tầm 30-35, thì 4 tấn thì cũng được 150, gần 200 triệu nha anh em. Nếu mà 4-5 tấn thì được gần 200 triệu. 4 tấn 140, 5 tấn 175 triệu nếu như ké 35. 5 tầm 150, gần 200. Đó. Chiếc 3791 đây cũng đang lấy ké này anh em, kéo lên. Về lại gần điện sáng quá sáng ché camera. Chiếc ở đằng xe kia cũng đang lấy ké luôn. Mấy chiếc ghe này đeo khoảng rơi lứa một lượt anh em. Ké đánh nó có chen khoảng tầm nửa tiếng tiếng rồi quýnh. Ai đánh không kịp là hết gian. Cho nên là mấy chiếc này nó nhổ xong, hầu như là xong lưới trước sau gì đó 15-20 phút. Đó, quay lại chiếc ghe này đang lấy ké tiếp tục nè. Đây anh em, mình quay cái tầm xe ở cái khu vực cách mình vài lý á, là ghe nó cũng còn đang đánh lưới á. Đánh lưới xong lên điện nhìn xe là một cái làn điện đốm 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 dài luôn. Đó, ghe đánh lưới lên điện anh em, chứ ở khu vực mình đang đánh lưới ở đây là hết thấy bờ, hết thấy núi luôn. Xe khơi ở ngồi giữa biển mênh mông luôn. Đó, ghe đánh lưới lên điện anh em, đốm 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 quá trời. Thì buổi tối là nó tối thui vậy anh em, lúc đánh lưới rồi cũng không có quay được gì hết. Chỉ cái lúc họ đánh lưới xong rồi họ lên có vài luồng ánh sáng thì mình mới quay lại được. Đó, quay ngang quay lại tàu sắt cho anh em xem. Tàu sắt này như cái máy ben mới bắt nó chưa ổn định sao nó còn yếu. Nên phải kéo đầu hỗ trợ chứ nó lôi vô luôn không được. Đây một góc khác của chiếc tàu sắt. Tàu này gọi là tàu quả thép nha anh em, thì do mình kêu tàu sắt quen, còn kêu tàu quả thép nghe nó sang hơn. Đó, mấy chiếc ghe này lấy ké nãy giờ chưa xong nè. Họ lấy qua bên kia họ phải đông cho ghe thu mua nữa. Cái ghe thì họ bán với hình thức là xẻ nguyên giọt vô trong hầm. Cái ghe thì họ đông thâu, quy ước thâu 40 kg anh em. Có khi có ghe thì họ bán theo xìa nè khay, từ đó từ dùng chung với cái khay đó. Khay quy ước khay 10 kg anh em. Các khu vực gọi là nè, các khu vực gọi là xìa, khu vực gọi là khay, khu vực gọi là kết. Đó, tiếp tục múc ké 4-5 tấn múc nãy giờ chưa xong đông á. Thường thường xẻ qua nó nhanh anh em, còn mình đông quy ước theo thâu, theo nè, theo xỉa rồi nó lâu. Chiếc này lấy ké nãy giờ cũng chưa xong nè, 93791 nè.
Thôi video mình quay tới đây nha anh em. Mình kết thúc video, mình còn làm lưới để lấy kế bên mình nữa. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha anh em ơi. Keep one, keep one, keep one, keep one.